luôn. Gu em phải không? Em lên luôn. Gu em. Lên em. Luôn. You're married. I calm down, baby. No. No, I'm very clear. Tại sao? Thứ nhất là có một điều mà chị chắc chắn luôn là đây là một anh chàng rất là chu đáo. Những cái người mà học làm y tá, họ rất chu đáo. Họ rất biết cách quan sát. Đó là cái điều mà chị chắc chắn về anh chàng này. Rồi đã vậy vừa chu đáo mà lại còn biết yêu thương chăm sóc bản thân mình bằng cách tập gym, chơi thể thao, lại còn biết đàn guitar nữa. Thì cái lúc mà anh ấy mắc cỡ nó rất là đàn ông. Đối với chị nha. Cho nên là đó là lý do vì sao mà chị chắc chắn là anh này là một xanh lá cây. Ủa sao anh này nhìn anh này bây giờ anh còn ốm ở trong cái clip vậy trời? Trong hình rất là đẹp trai, ở ngoài là không có lột tả hết cái đẹp. Để tôi coi lại cho con mắt đẹp gì. Ê, nhìn gần better. Trời ơi, cái đèn nó hại ghê luôn. Cái đèn này nó hại ảnh ghê vậy đó. Nhìn gần đẹp trai hơn nhiều. Take off your glasses, please. Yes, yes. Yeah, much more better. Cái đèn kỳ quá, cái đi đèn dẹp, kỳ dẹp. Quá. Đi dẹp, đi dẹp. Đi dẹp. Bỏ ra luôn đi. Cứ để vậy đi em. Cứ để vậy đi em. Yeah, ok. Đưa đây. Bỏ cái kính ra. Yeah, ok, yeah. Nghĩ khác tiền nha. Cái cách mà anh đánh xem cái video về bản thân mình á, anh ta cười rất là hạnh phúc. Một cái kiểu người mà rất là yêu bản thân mình và kiểu rất là tự hào về bản thân mình á. Đó là cái mà Quỳnh đang thiếu đó. Quỳnh chưa biết yêu bản thân Quỳnh. Nhưng mà cái trái tim của Quỳnh nó quá bé nhỏ. Nếu mà một cái người đàn ông mà họ quan tâm nhiều đến họ và Quỳnh lại phải chạy theo cái cảm xúc của anh ta nữa thì thực sự là nó có nhiều cái rủi ro ở đây. Nhưng quan trọng là anh biết cách enjoy cuộc yeah. sống. Và hiện nay cái duy nhất em thiếu là enjoy cuộc sống. Bạn ấy sẽ chỉ cho em cách yêu bản thân em hơn giống như vậy. Trời, anh ta không nhìn cô bé, anh ta nhìn bản thân, ok. Trời ơi, mình lên hình cũng được quá chứ. Cái này thì lại đồng ý nè, nếu nói cái này thì đồng ý. Chị thấy bạn này rất là thật thà. Tức là bạn muốn nhìn thấy bạn lần đầu tiên lên TV không biết làm sao. Bạn rất là lúng túng và thật thà. Ê, cái này tôi đồng ý nữa. Đúng không, thấy chưa? Trời ơi, em, nó nghe nè em. Em, nói gì nói, ta gì kiểu. Đúng rồi, lần đầu, ta lần tiên, đầu tiên nhìn lên TV nè. Nhìn, ê, cũng vui ha. Ý thề mình kìa. Bố mình kìa. Ý thề mình kìa. Bố mình kìa. Lâu lâu nó quên. Lúng túng, lúng túng. Phải... Ủa, có yêu em liền đâu em? Không lẽ gì tới đây nhìn. Không lẽ vậy hoài? Không có. Nè. Không, không, không. Không đồng ý nha. Đây, đây, để em nào chứ. Thực sự rằng là cả năm anh ở đây em nghĩ là chắc chắn cũng đều là lần đầu đó, lên hình đó. Thì nhưng mà em đồng ý với chị Tiên là anh này là một cái người tài sắc vẹn toàn, anh biết đánh đàn và anh chăm sóc mọi người. Nhưng mà chính vì lý do đó nên anh ấy đã có chủ. Maybe, đó. Chị không có ác cảm gì với anh này hết, rất là đẹp trai. Chị cũng không phải là muốn để em không chọn để chị chọn về hay không, đâu, không có. Mà là ý chị là cái cảm giác thôi. Nhưng mà một cái người mà hơi vô tư như thế chị nghĩ vẫn còn độc thân. Nhưng mà xanh này là xanh vô tư nha. Không đúng, cái xanh này đồng vô ý. Tư, xanh yêu bản thân nhiều nha. Không, đã có chủ ở đây còn cần gì phải là marriage đâu. Đúng rồi, đâu rồi, như thường là marriage. Rồi, lên đi nào. Okay, thì màu em, đỏ. Em đỏ. Đi màu xanh. What about you, look at? I disagree with my beauty queen daughter because anyone who studies to be a nurse or a doctor, it's not all about themselves. Mm. You know, he's first time seeing himself on TV, excited, different from our second gentleman here because he's got his own YouTube channel. And, yeah. you know, being brought up in abroad in Australia, you kind of have this free spirited. Again, you need someone like that in your life. Yeah, yeah, you know? Yeah. So. Is it going to be the green one? You know what? Yeah. Yeah. Yay. He's single. Yeah. Em cần gửi đến cho một anh mà cái người đó em nghĩ sẽ hợp với em. Mời. Alan, I changed my mind. I want Alan. Alan, Alan, Alan. She changed. She changed. No way. Don't look back. Trái tim, trái tim.
Thanh Quỳnh dường như khá phân vân trước những gợi ý từ bàn cố vấn. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn các bạn. Oh. Wow. See my whole world, see the life I've been dreaming. Hope this feeling never fades. This love I have, it stays silent, but doesn't mean it won't grow. Though the words I have, dance, I just hope you feel it too. Higher than mountains and the stars, no, it's not my dancer. Love is wider than the sky. I love you more than life. Oh my God, oh my God, beyond, oh my God. The wind, beyond the sea, beyond the clouds that fly so high. Can't tell you enough what I'm feeling right now. Could be more than love. Tình yêu cho mình vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ăn mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác cho mình bây giờ có lẽ hơn cả yêu. It's great, 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 great. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh, oh my God, em oh my yêu God. Anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả Oh my God.
sửng sốt. Từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Oh my God, the green. Trời ơi, tôi muốn xỉu. Trời ơi, những biên tập thao túng của chương trình, tụi nó làm gì cho cái mùa này vậy? Anh ơi, từ từ coi, bình tĩnh coi. Nhưng mà em sốc với lại chị gái hơn. Em sốc với chị gái hơn. Trời ơi, người quen ơi, xin giúp tôi mượn bờ vai. Trời đất ơi, bà đi đâu vậy bà Ngọc? Thưa quý vị, ca sĩ Thu Ngọc, thành viên cũ của nhóm Mây Trắng, thưa quý vị. Oh my God. Nếu như các bạn nào mà trong độ tuổi mà khoảng 8-9x thì... Em đây. Em yêu anh, nói anh yêu anh. Ai người ấy là ai? Trời ơi, tôi đứng hình mấy giây luôn á. Tôi sốc thật sự luôn á. Chưa hết bàng hoàng. Chắc là sẽ nhường lời trước cho Thu Ngọc để chào lại quý vị khán giả của mình sau lâu ngày vắng bóng. Lời nói đầu tiên cho Thu Ngọc xin được gửi đến Trấn Thành cùng các anh chị em ở đây và toàn thể khán giả lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Hiện giờ là hai bạn đang sống ở đâu? Hiện giờ thì là Island về Việt Nam và sống ở tại Việt Nam. Được bao lâu rồi? Island về Việt Nam thì mới được có 3 tuần thôi. Mà làm sao Ngọc quen được bạn này? Ngọc quen Island cũng lâu lắm rồi, khoảng hăm mấy năm, bởi vì Island là em trai của Ngọc. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Trời ơi trời. Đau tim. Không thở nổi. Tôi đứng hình hoài. Trời ơi, come on ladies and gentlemen. What do we do to love? What do we do to love? Let this end down. What do we do to love? Ngọc cũng không có dám lái máy bay trẻ dữ vậy. Ồ, hồi nãy tôi hơi khiếm nhã. Tôi hơi khiếm nhã nhưng tôi nói trong bụng, bà Ngọc bà làm sao mà bà xảo quyệt quá, ở đâu mà bà luộc mà trẻ dữ vậy? Hai cái mặt đứng lại thấy hợp luôn. Dạ, hợp luôn. Bây giờ cho hỏi là em ruột hay em họ hay là em gì? Island là em họ của Ngọc. Island nó từ 5 tuổi là năm nào cũng xin ba mẹ là về Việt Nam chơi, cho nên là Island rất là mê Việt Nam. Mê con gái Việt Nam. Vậy là đúng rồi. Cái mặt vậy là ở đây là đúng rồi, chứ bên kia đâu có ai biết em đẹp trai. Chị Ngọc ơi, em hâm mộ chị lâu lắm rồi đó, chị còn em họ nào nữa không chị? Chị còn nhiều em họ lắm. Một trong những người em kết nghĩa của Thu Ngọc là anh Đức, em có thể liên hệ anh gửi qua em đây nha em nhá, bình tĩnh nha em nhá. Bây giờ chắc là nhường lời lại cho Ellen. Ok, Ellen có thể chia sẻ với mọi người một tí, mời em. Trước là xin chào anh chị, em với là các bạn. Em là Alan Phạm, em ở bên Úc. Ngày xưa ở bên Úc thì em nhận được mấy cái DVD với CD của chị Ngọc như Mây Trắng á, thì em coi liên tục. Em mới coi là chị Ngọc của em rất là hay, thì em mới mê âm nhạc. Mà hôm nay em tới chương trình này, em được hát cho các bạn với là em. Em gái, bây giờ anh đang muốn biết cái sự thổn thức trong em, nó đi từ cái này tới cái khác, em cho anh biết cái cảm xúc của em giùm cái. Thực ra thì em cũng độc thân khá là lâu rồi. Và hôm nay khi mà gặp Island ở trên sân khấu ấy, lúc đầu tiên ra ấy, thì thực ra là Island không có nhìn em. Nhưng mà em qua nhiều vòng và qua nhiều cái chia sẻ, em cảm nhận có một cái sự đồng cảm. Và em nghĩ là
em và cả Alan có một cái gì đấy có thể share cùng nhau được. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì em với cả Alan sẽ có thể là những người bạn hoặc là trên thế nữa. Và hy vọng là sẽ có những cái good time. Yeah, of course, you will. Oh, đây có thể nói là một cái happy ending mà nó ngoài mong đợi các bạn ạ. Thật sự là quá tuyệt vời. Tại vì như mọi người đã nói và cả chị Lucas cũng nói là he's too good, too perfect to be single. Thành thử ra là anh nghĩ là vạn sự tùy duyên em ạ. Cái gì nó cũng là cái duyên. You know duyên? Yeah, in English. Ok, nó đi. Vậy tự tìm hiểu nha. Hiểu rồi. Ừ, đó. Nhưng mà thế này nè. Thật sự là rất là bất ngờ với sự trở lại của Thu Ngọc. Ngày hôm nay làm cho mọi người surprise và có một cái gì đó nó rất là hồi ức á. Làm cho người ta cảm thấy nó bồi hồi, xao xuyến. Lâu lắm rồi không thấy Ngọc đứng trên sân khấu mà cả micro hát như vậy và rất là tình cảm. Chúc mừng hai bạn. Cho hỏi là em có cảm tình với cô này nhiều không? Có. Còn em có cảm tình với anh ấy nhiều không?